Tôi chào các bạn, cứ ra nào quay trở lại với các bạn người đây. À, như thường lệ thì chúng mình sẽ chào hỏi nhau vào 2 đến 3 phút đầu giờ. Và trong thời gian đó thì mình sẽ để các bạn khác cùng vào xem livestream với mình nha. Vậy thì các con hãy làm thế nào để các bạn của mình sẽ được biết nhỉ? Các bạn hãy share livestream mình cùng của mình này. Các bạn khi mà vào thì sẽ say hi, say hello với cô để cô cũng có thể là tương tác chào lại các bạn nha. Rồi. Hello Phương Anh. Hi. Rồi cô đã nhìn thấy các con rất là rõ. Các bạn cứ say hi, say hello thoải mái nha. Mình vừa ôn bài, mình vừa tương tác giao tiếp với cả cô. À cô nhớ rồi. Đúng rồi, con đã xem livestream cô từ cái buổi đầu tiên đúng không? Cô nhớ mà. Rồi, hello Minh Quân. Hi. Rồi, xin chào các bạn. Để cô xem nào. 1, 2, 3. Các bạn đã vào tương đối là nhiều vào vào livestream để xem của cô rồi. Thế thì bây giờ các con đã muốn bắt đầu luôn chưa? Hả? À, ok, thế thì bây giờ cô Hương Giang sẽ cùng các bạn để bắt đầu luôn nha. Cô chào các con. Kính chào các quý vị phụ huynh đang xem livestream. Đây là chuỗi livestream để bổ trợ ôn tập thi học kỳ 1 của Trung tâm Anh ngữ Scots English cho các bạn khối 3 tới khối 7, được phát sóng vào buổi tối từ 19:30 hàng ngày. Các con hãy lưu lại lịch để mình có thể là mình vào kịp này. Mình sắp xếp được thời gian mình về mình xem livestream theo dõi để ôn bài, chữa bài với là cô. Trong quá trình mà chữa bài thì cô Hương Gia cũng sẽ đưa ra cho các bạn những cái tips để ôn thi, những cái tips để làm bài thi làm sao cho các bạn được điểm cao và cũng như là giúp cho các bạn thông qua các cái bài tập để ôn lại những cái nhóm từ vựng mà mình cần thiết này, những cái kiến thức về mặt ngữ pháp để cho các bạn đi thi các bạn có thể là được điểm cao nhất trong kỳ thi sắp tới các bạn nha. Rồi, ok. Thế thì các con đã muốn bắt đầu luôn chưa? Rồi, nếu các bạn ok thì các bạn hãy say yes cho cô nhé. Rồi, cô đã thấy các bạn say yes cùng cô rồi đây. Chắc hẳn là các bạn đang rất háo hức để xem là nội dung bài hôm nay có những cái kiến thức gì, liệu nó có khác buổi trước không. Và cô muốn nhắc lại là buổi ngày hôm nay và tối thứ hai thì sẽ dành cho các bạn nhỏ vào khối 3. Các bố mẹ ơi, các bố mẹ hãy gọi con mình vào để xem livestream của cô nha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ thì cô sẽ chia sẻ màn hình của cô. Nếu mà các bạn đã nhìn thấy á, thì cái màn hình của cô đã rõ rồi. Thì các con hãy nói cho cô này. Các con hãy nhớ rằng là kiểm tra xem là ở phía mình thì nghe tiếng của cô có rõ không, màn hình của cô có nhìn có rõ không, thì như vậy thì cái bài thì cái buổi livestream cùng với cả cô nó mới có hiệu quả được, các con hiểu không? Rồi, ok, vậy là mình đang bước sang đề số 3 của các bạn khối khối lớp 3. Các con đúng rồi, mình có ồ, còn có cả những cái bạn nhớ thứ tự của bài rồi luôn đây này. Để xem là hôm nay có gì khác không nha. Như phần lắng trước thì mình đang có hai bài luyện cho phần listening và khoảng 2 đến 3 bài cho phần reading và phần writing. Mình sẽ xem một lượt đấy ha. Rồi, 1 2 hai task cho phần listening và 1 2 3. Lần này thì mình sẽ có 3 bài cho phần bài reading và writing. Rồi, các con ơi, như thường lệ thì mình sẽ bắt đầu với listening trước để khởi động nha. Are you ready? Rồi, trước khi mà bắt đầu thì các bạn hãy nhìn này. Cô đã nói với các bạn đúng không? Và cô nhắc với các bạn ngay từ buổi đầu đấy là với bất kể một bài gì thì cái việc mà đọc kỹ nội dung đề bài cũng rất là quan trọng các con nha. Rất quan trọng vì mình sẽ không làm sao? Làm sao? Mình không làm theo yêu cầu của đề bài này và mình hiểu rằng người ta đang yêu cầu mình cái gì. Nào, let's go. Are you ready? Let's come to task one first. Listen and take. There is one example. Vậy thì vẫn là nghe này và tích vào đáp án mà mình có thể nghe được. Và đây là gì đấy? Đây là cái mẫu ví dụ cho mình. Rồi, vậy thì cô sẽ bắt đầu bật cái phần phần file audio của cô cho các con nghe nhé. Hello, this is Tim Yen-Sui. Listening test. Task 1. Listen and tick. There is one example. This is my. Can you see the tick? This is an example. Now you listen and tick the box.
ok, các con đã nhìn thấy cái ví dụ đơn giản đấy chưa? This is mine. Vậy thì cái phần mà mình nghe được là phần giới thiệu về bạn gì? Thì bạn Mai đúng không? Và ở đây có một cái câu đầu tiên tương đối là khó nhầm này. À khó, cô xin lỗi, tương đối là dễ nhầm này. Đây là hai bạn nữ đúng không? Hai bạn nữ, vậy thì là trong các cái phần bài nghe thì mình đã biết là bạn này tên là gì đấy? À Linda. Bạn này tên là gì nhỉ? Mary. Ok, thế thì cô đơn đưa ra gợi ý cho chúng mình để cái phần nghe đầu tiên của chúng mình trở nên dễ dàng hơn. Vậy thì chúng mình bắt đầu nghe từ câu đầu tiên và làm bài cùng cô nha. Các con ơi, các con hãy tương tác thật là nhiều xuống phía dưới comment cho cô để làm sao để cô nhìn thấy được là các bạn cũng đang rất là hứng khởi đến nội dung bài tập mà cô đang hướng dẫn các bạn ôn thi. Ok, mình nghe tiếp nha. One. This is my friend Mary. Rồi, ok. Vậy thì bạn Mary là bạn nào nhỉ? Có một bạn comment của cô là cô bị nói ngược à? Ok. Đây mới là Linda đúng không? Linda. Ok. Vậy thì Mary ở đâu? This is my friend Mary. Vậy thì có lẽ là Mary đây rồi. Đáp án, the correct answer is B. Ok, thank you so much. Cô cảm ơn Hùng nhá, cảm ơn Hùng đấy nhá, cô nha. Rồi, ok, tiếp nào. This is my friend Peter. Phần này thì dễ hơn đúng không? This is my friend Peter. Peter là bạn nào đây? Là con gái con trai? Peter. This is my friend Peter. Ok, the right answer is A. Ok. Now, number three. This is my friend, Emma. This is my friend, Hoa. Ok. So, yeah, you are. Okay, he's a boy. Yeah, exactly, he's a boy. Trời ơi, có những bạn đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Cô theo dõi, cô đều biết là ai comment đi nha. Rồi, ok. Now, next one. Four. This is my friend, Tom. This is my friend Tom. Okay. This is my friend Tom. Okay. Cái này chỉ là gì thôi? Cái này chỉ là con trai thôi. Ok. Vậy thì the right answer is B. Five. This is my friend, Linda. This is my friend. This is my friend, Linda. Okay, good job. This is my friend, Linda. Cái này thì dễ rồi đúng không? Tại sao? Bởi vì ban nãy là cô đã hướng dẫn các con ở bên trên là bạn Mary và bạn Linda là ai rồi phải không? Nào, lần thứ hai nghe mình sẽ lượt lại đáp án nha các con nha. Bắt đầu. Cô bật lên phần đầu này. Đây. Rồi, nghe lại một lần thứ hai cùng cô nhé. Now, listen again. One. This is my friend Mary. Two. This is my friend Peter. Three. This is my friend Emma. Four. This is my friend Tom. Five. This is my friend Linda. That is the end of task one. Rồi, ok. Vậy là mình đã hoàn thành rất là xuất sắc cùng với nhau cái phần task 1 của phần listening rồi. Cô tin chắc hẳn rằng các bạn đều có thể dễ dàng đạt được 5 trên 5 câu được với phần nội dung bài này. Vì đây là một cái cấu trúc
mà không quá xa lạ gì với mình trong cái nội dung học nữa đúng không? This is my friend. This is my friend. Đây là bạn của tôi. Tên là gì đó? This is my friend. Giang. Đó, các bạn có thể giới thiệu với cả lớp của mình. Nhưng mà thay vì là friend thì mình nói là gì? This is my teacher, Hương Giang. Okay, good job. Are you ready for the exercise number two? Okay, rồi, mình đến bài 2 nha. Now, listen and number the picture. The first picture is done for you. Rồi, okay, các con ơi. Như này, hãy nghe và đánh số cái bức tranh. Đúng rồi, bức tranh đầu tiên này, the first picture. Vậy thì cái bức tranh này mình không điền nữa nha. Nó là gì? Example. It's done for you. It's done for you. Now, let's go. Task two. Listen and number the pictures. Picture is done for you. This is my pencil. Wow, it's nice. This is my pencil. Wow, it's nice. You write zero in the box of picture A. Now, you listen. And write the number in each picture in the order you hear. One. Are these your school things? Rồi, ok. Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy đi không? Are they your school things? Có phải kia là những cái... có phải đây là những cái mà đồ dùng học tập ở trường của con không? Vậy thì đây là một cái cuộc đối thoại giữa mẹ, đúng không? Mẹ và con này. Nghe tiếp xem sao. Mẹ và con ở đây là mình có bức tranh C và bức tranh Y đúng không? Yes, Rồi. Vậy thì câu trả lời này là của một bạn nam. Yes, mom. Vậy thì các con đã biết là ở đâu chưa? Rồi. The right answer is E. Number one, E. Bức tranh số 1 là E. Tiếp nào. Two. Mom, these are my new books. Oh, they are beautiful. Now, mom, these are my new books. They are beautiful. Lại một lần nữa chúng ta lại nghe thấy một cuộc hội thoại giữa mẹ và con. Và ở đây thì thay vì là con trai thì là con gái. Và cái thứ đồ ở trên mặt bàn mà bạn và mẹ đang nói đến là gì đấy? New books là gì? Books. À, là quyển sách đúng không? Now, repeat after me. Books. Books. Những quyển sách đúng không? Vậy thì the right answer is C. Number two for C. Is this your school bag here? Yes. Rồi, school bag. Nào các con ơi, cô sẽ cho các con khoảng 5-7 giây các con. Thử comment xuống dưới để cho cô xem school bag, what does it mean? Là cái cặp đi học phải không? Cái cặp đi học là cái đồ mà mình đang nghe thì trong cuộc trò chuyện ở đây giữa hai bạn nam. Vậy thì the right answer is D. Number three for picture D. Good job. It is. Four. Are those pens new? No, they are not. They are old. Rồi. Rồi, ok. Vậy number 4 ở đây là giữa một cái cuộc hội thoại giữa một bạn nam này, một bạn nữ này và nói về những cái gì đấy? Pens. Đúng không? Pens. Các con đoán được ở đây là gì không? Ok. Dễ rồi đúng không? Number 4. Đây là cuộc hội thoại giữa một bạn nam, một bạn nữ và họ nói về những cái bút ở đằng kia liệu chúng có mới hay là chúng cũ. Các con hãy ghi nhớ cái lần giảng đầu tiên của cô để làm sao? Để lần thứ hai khi mà mình nghe lại mình có thể để ý được cái từ hơn và mình ôn lại từ với các cô nhé. Five. Sis Linda, your new friend. Yes, it is. Now, Linda, your new friend. Yes, it is. Ok, vậy thì ở đây nó đơn giản là một cái cuộc mà cuộc hội thoại giới thiệu về bạn bè giữa ba bạn nữ với nhau thôi. Các con đã ready để nghe lại một lần nữa chưa? Rồi, ok. Cô bật nha. Now, listen again.
Are these your school things? Yes, Mom. Two. Mom, these are my new books. Oh, they are beautiful. Three. Is this your school bag here? Yes, it is. Four. Are those pens new? No, they are not. They are old. Five. Is this Linda, your new friend? Yes, it is. That is the end of task three. Ok, vậy là chúng ta đã vừa mới hoàn thiện một cách rất là xuất sắc xong nội dung bài 1 và bài 2 của cái phần listening đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đã ready để sang phần còn lại. Các bạn ơi, cô thấy các bạn ôn tập tương đối là tốt luôn thì sao? Thì sao cô lại nói vậy? Là bởi vì á, có bao nhiêu bạn là được tận là 10 trên 10 có nghĩa là sao? Nghĩa là những cái phần mà câu 5 câu đầu và 5 câu sau các bạn không sai một tí gì luôn á. Tôi rất là khen những cái bạn đó nhá. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ cô cho các con à, các con hãy cùng cô là mình comment xuống dưới xem là với phần này thì mình sẽ làm gì nhá. Nào, cô cho các bạn 1-2 giây nhá. Ok. Rồi các con. Các con nhìn thấy chưa? Rồi, look and write. Task number one, look and write. Là phần gì đây? À, rồi, có rất nhiều bạn là đáp án đúng đây là gì đây? Đấy là mình sắp xếp lại thứ tự của các từ sao cho tạo thành cái từ vựng mà đang mô tả cái bức tranh nằm ở phía bên, ngay phía bên tay phải của mình thôi. Đúng không? Rồi, ok. Và nội dung mày hôm nay có vẻ như là về số đếm ha. Cô nhớ là lần trước là mình về phần phần màu sắc và đương nhiên là ví dụ vẫn là mình về về cô Hiền rồi. À, rồi, nào, bắt đầu nhá. Phần đầu tiên rất dễ luôn nào. Số 10, number 10. How to say T E N 10. Now, one more time. 10. Very good. Rồi, number 2. Rồi, có để cô xem đây nào. Rồi số 5 là gì đây các con? Số 5 là gì? F. Oh. Rồi, chính xác. Number 5. 5. Các con lưu ý này, những cái gì đây? À, cô bỏ bớt chữ F này đi nhá. F để bài cho về đây. Number 5. Vậy thì các con với dạng bài này, vì ngày hôm nay thì cô thấy là nội dung bài tương đối dễ, nhưng mà với những cái từ nào mà cái số chữ cái nó dài hơn, nó nhiều hơn thì các con hãy lưu ý là mình phải đếm lại cái số lượng từ chữ cái mà có trong cái từ đấy để đảm bảo rằng mình đã làm đúng rồi, mình không bị thừa chữ nào, không bị thiếu chữ nào cả các con nhá. Ok, now number gì đây? Số 6. Number 6. Rồi số 8. Number 8. Very good. Nào, đánh vần cùng cô nào. E I G H T 8. Rồi. Và cuối cùng, khi mà mình hỏi về một cái người nào mình không rõ thì từ để hỏi ai đó nó là gì? À, exactly who. Nào, đánh vần cùng cô. W H O. Very good. Nào đọc lại một lần nhá. 10 5 6 8 Who. Các con ơi, với đoạn nào mà cô đang dừng lại này, cô đọc và cô phát âm cùng chúng mình thì chúng mình hãy lưu ý là ở nhà chúng mình hãy cùng đọc to lên cùng cô để mình nhớ từ hơn, mình có thể nói hay hơn, phát âm hay hơn.
Ok. Nào, vậy là mình đã hoàn thành rất nhanh chóng bản bài đầu tiên. Cô tin rằng cái bài này là các bạn không không thể nào mà làm khó được các bạn. Các bạn của mình đã ôn thi cùng cô bao nhiêu lâu thì rồi, vì sao mà lại có thể để sai những nội dung bài này được, đúng không? Còn nếu mà bạn nào đã lỡ sai rồi thì cô tin rằng nó chỉ là do cái sơ suất của mình một chút thôi. Mình xem lại ha. Now, task 2. Look and read tick across the box. There are two examples. But it is a pen. Các con nhớ rằng là khi mà làm bài thực tế này mình không bỏ qua cái phần này của cô này. Gì đây? Example là phần ví dụ. Phần ví dụ có nghĩa là ở đây nó đưa ra cho mình là cách làm bài làm sao, cách tích vào ô như thế nào cho chính xác. Được chưa? Rồi, mình quay lại với câu đầu tiên của mình. It's a pen. It's a pen. Vậy thì ở đây là có phải là một cái không? Một hay ba cái đây? Vậy thì đương nhiên là nó sai rồi, sai thì tích thì thôi. Rất dễ, rất đơn giản, không có vấn đề gì cả. Các con lưu ý nhá, nó vẫn là gì? Nó vẫn là bút thôi. Nó vẫn là bút, nhưng mà làm sao? Nhưng mà nó là ba cái, là ba cái thay vì là một cái. Rồi ok. Vậy thì tiếp nào. Các con nhớ nào. Rồi, number 2. Does the school bag is red? Là gì đấy? Kia là một cái cặp sách đi học này, một cái cặp sách đi học và nó màu gì? Nó màu đỏ. Vậy thì đúng không? Yes. Cô nghĩ là thông tin ở đây chính xác rồi đấy. Bởi vì sao? Nó chỉ ám chỉ là cái cặp sách ở phía kia kia. That's a school bag. Kia, còn đây là gì? This, đúng không? This, that. Rồi, ok. Nào, câu 1, các bạn nhìn lại cho cô này. It's a pen. Còn người ta đang chỉ ở đây là ba cái bút lận, ba cái bút thì không phải là màu đỏ. A pen. Và cái cặp kia nó màu đỏ. Hãy cố gắng để ý toàn bộ thông tin mà đề bài đưa ra trước khi mà mình lựa chọn xem là mình thích cái gì. Các con nhá, đối với dạng bài này. Rồi, ở đây là gì? Pencil. Nó có chữ pencil, vậy thì cô tin rằng là cái mà người ta đang muốn đánh lừa mình là nó đưa ra cùng một chữ pencil ở đây. Nhưng mà sharpener là gì? Cái gọt bút chì phải không? Gọt bút chì. Vậy thì mình không để làm bị sai nhá. Thông tin ở đây đang lệch hẳn so với cả cái hình mà đề bài đưa ra. That's a pencil. That's a pencil. Not a pencil sharpener. So, X. Ok, mình phải cross ở đây nhá. Thông tin sai mà, đúng không? Tiếp nào, number 4. The ruler. Thưa kể đúng. Thông tin 1 chính xác, the ruler. It's orange. Orange. Màu da cam. Vậy thì đây là gì đấy? Đây là green. Green. Màu xanh. Orange là sai rồi. Vậy thì ngay lập tức mình sẽ cross, đúng không? Để sai mất rồi. Rồi, now. Tiếp theo number 5. Thì đây, the pens. Những cái bút, đúng rồi, đúng chưa? 1, 2, 3, chính xác. Những cái bút are blue. Màu xanh dương, xanh nước biển. Vậy thì cô nghĩ rằng thông tin này cả hai cái đều chính xác rồi đấy. Các con kiểm tra bài một lượt nào. Bây giờ cô hỏi các bạn. Các bạn sai câu nào? À, cô thấy là có Quỳnh Hoa sẽ câu 3 vì sao này, thì con nhìn thấy từ pencil. Rồi ok, không sao đâu Hoa ơi, để sao con hãy nhớ là làm theo cô là gì đấy. Mình hãy đọc hết thông tin. Sau khi đọc thông tin, mình đối chiếu từng cái nội dung một xem là nó có đủ không, nó có đáp ứng đủ cho mình không, được không con? Rồi ok, và sang bài cuối cùng. Sau khi kết thúc bài 2 thì mình sẽ sang cái bài số 3, cũng là bài cuối cùng của mình, là read and complete, và đương nhiên là complete a conversation. Rồi. Các bạn nhớ này, với những phần nào mà mình đã làm sao, mình đã làm xong, mình đã hoàn thiện ra rồi, mình lấy cái bút chì mình gạch nhẹ thôi để cuối giờ mình tẩy đi á. Để làm sao? Để mình biết là từ đấy không dùng được nữa, từ đấy thì mình bỏ đi, mình đã dùng cho câu trên rồi, mình không dùng trùng nữa, đúng không? There is one example. Và đương nhiên là bao giờ các bạn cũng sẽ có một cái được gọi là cái ví dụ ở đầu tiên. Nào, hello Nam. Vậy thì khi mà mình chào hỏi thì sao ta? À, khi mình chào hỏi thì mình phải chào hỏi lại.
Như là sao đây? Như là cô chào các con và các con chào cô lúc đầu giờ á. Hello Nam, thế thì phải Nam phải say. Hi my, đúng rồi. Các con rất giỏi. Hello và hi đều là những cái hình thức mà mình đưa ra để mình chào nhau thôi. Again. Hello. Hello Nam. Hi my. Hi. Rồi. Who's that boy? Now. Cái này hello rồi này. Who's that boy? Rồi, ok, cái này là gì? Từ để hỏi who, ban nãy mình tìm hiểu who là gì? Ai đúng không? Ai đó. Rồi, vậy thì friends form không phải, yes form không phải, it's form. Cô nghĩ là ở đây đáp án là it's form. Đây là form. Đúng rồi. It's form, đó là form đó. Nào. And đấy là một câu hỏi. Vậy ban nãy cô vừa vừa giải đáp cho các bạn là câu hỏi mình điền gì ta? Who's that girl? Còn kia là cô gái kia là ai vậy? Who's that girl? Cái who's này thì với tắt của gì? Who is that girl? Rồi, ok. Now, hello Nam. Hi Mai. Chào Nam, chào Mai. Cậu bé kia là ai vậy? Đó là Phong đấy. Thế còn bạn gái kia thì sao? Rồi, mình còn hai từ là gì? Friends và yes. Ok, now. It's Linda. It's Linda. Are they your... Ở đây là... Mình có từ yes và từ friends đúng không? Nào các con sẽ điền là Are they your yes à? Hay là your friends? Ôi, cái này thì các bạn rõ rồi đúng không? Are they your friends? Ok. Nhớ không quên cái gì đây. Số nhiều của cô nhé. Có phải họ là các bạn của bạn không? Rồi. Yes, they are. Xem như là cuộc hội thoại của mình đã chính xác về mặt thông tin rồi đó. Mình hãy cùng đọc lại với cô cả đoạn phần này nha. Nào, các con ở nhà mình hãy cùng bố mẹ để đóng vai Mai này và Nam này, và hãy cùng trao đổi với nhau, tập nói với cuộc hội thoại này để cái trình độ tiếng Anh của mình có thể được cải thiện hơn mỗi ngày các con nhé. Nào, hello Nam. Hi Mai. Who's that boy? It's Phong. Who's that girl? It's Linda. Are they your friends? Yes, they are. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc thêm một đề nữa cho các bạn học sinh khối lớp 3, và cũng như là cô đã cùng các con vượt qua cái nội dung bài ngày hôm nay một cách rất hiệu quả đúng không? Thì sao cô lại nói là hiệu quả? Bởi vì càng khi mà các bạn comment xuống dưới càng nhiều, làm cùng cô càng nhiều trong suốt cái livestream, thì cô tin rằng là kiến thức của các bạn đã ngày một được cải thiện hơn, và các con cũng cảm thấy là hứng thú hơn về cái bộ môn này, để khi mà đi thi mình sẽ không còn sợ nữa đúng không? Rồi, một lần nữa thì cô xin nhắc lại này, chuỗi livestream để bổ trợ ôn thi học kỳ sẽ được phát sóng vào 19:30 hàng ngày trên Facebook của Scores English. Các con hãy lưu lại cái lịch này để làm sao để đến giờ thì mình có thể là vào, mình không bị skip mất và gì, và mình share cái livestream về tường của mình để mỗi lần mà mình cần ôn tập lại thì các con hoàn toàn có thể tìm lại được không? Rồi, cô Hương Giang cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã cùng cô trải qua hết gần 40 phút đồng hồ để làm đề này một cách rất là chăm chỉ luôn. Và bây giờ thì là cô chúc các con có một cái thời gian giải lao cuối ngày thật là vui vẻ bên gia đình, và các con hãy chuẩn bị bài để sáng mai mình có thể là đến lớp mình không quên, mình không nhớ bài nào ha. Rồi sau đó thì mình hãy đi ngủ sớm để bạn đảm bảo sức khỏe của mình. Rồi cô hy vọng là sẽ gặp lại các con trong những cái livestream gần nhất. Thank you so much and goodbye. See you next time. Bye bye. Rồi cô chào các bạn nha.